Vâng, xin chào các bạn, tôi là Đỗ Mạnh Tuấn đến từ cộng đồng hồi phục trẻ tự kỷ tăng động chậm nói và giảm chú ý. Và trong video ngày hôm nay tôi xin tiếp tục chia sẻ với các ba mẹ một số các thông tin về việc hỗ trợ cho các bé của chúng ta sẽ có một giấc ngủ ngon hơn cho ba mẹ chúng ta. Và trong video lần trước thì tôi đã chia sẻ với các ba mẹ có một số các nguyên nhân làm cho bé của chúng ta bị chứng mất ngủ, bị rối loạn giấc ngủ thưa ba mẹ. Và một trong các nguyên nhân đó chính là bé của chúng ta đã bị vẫn còn hiện tượng là còn rối loạn các giác quan ba mẹ chúng ta. Và nếu bé của chúng ta là một em bé đang rối loạn giác quan về thính giác thì sao ạ? Khi vào trong giấc ngủ, nếu mà bé bị rối loạn giác quan về thính giác ngưỡng cao thì tất cả các âm thanh vào trong não bộ con sẽ bị khuếch đại lên quá mức cho ba mẹ chúng ta. Và với một âm thanh rất bình thường từ ngoài cuộc sống, có thể là một tiếng con vật gì đó kêu ở ngoài không gian môi trường, hoặc là tiếng xe máy đi ở ngoài đường thôi thưa ba mẹ, với các ba mẹ chúng ta đó là âm thanh hoàn toàn bình thường và với cường độ nhỏ. Nhưng đối với não bộ của con là một trạng thái các bé của chúng ta là trạng thái rối loạn thính giác ngưỡng cao, nhạy cảm rất cao, thì các âm thanh bình thường đó có thể vào não bộ con bị khuếch đại lên quá mức, vượt qua ngưỡng nghe cho con và làm con luôn cảm thấy là con thấy bất an, con giật mình, con sợ hãi thưa ba mẹ. Và chính vì vậy con có thể bị thức giấc giữa đêm với trạng thái là con giật mình và con tỉnh giấc, hoặc là con có thể thức giấc trong trạng thái sợ hãi và con quấy khóc cho ba mẹ chúng ta. Và đó là trường hợp mà các bé của chúng ta rối loạn thính giác. Một số của con rối loạn thị giác thì sao thưa ba mẹ? Tức là con bị nhạy cảm, một số trường hợp nhạy cảm quá mức về ánh sáng, thì khi đi vào chuẩn bị vào giấc ngủ mà căn phòng của chúng ta, các ba mẹ vẫn giữ một chút ánh sáng nhỏ để có thể quan sát các con, thì đối với bé của chúng ta đó là lượng ánh sáng quá lớn của ba mẹ chúng ta. Và với ánh sáng cái ngưỡng quá lớn vượt qua sự cảm giác dễ chịu của con thì con sẽ cảm thấy trằn trọc, con khó ngủ, tuyến tùng ở trong não bộ sẽ tiết ít hơn melatonin thưa bà mẹ chúng ta, và melatonin ít hơn sẽ làm cho con của chúng ta có thể khó ở trạng thái đi và trạng thái nghỉ ngơi của cơ thể, và có thể là con sẽ ở trạng thái con rối loạn giấc ngủ thưa bà mẹ. Và đó là nếu con của chúng ta rối loạn về thị giác. Và nếu mà bé của chúng ta rối loạn về xúc giác thì sao? Thì khi mà cơ thể các con khi chuẩn bị vào giấc ngủ thì con vẫn còn cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, bức bối ở trong cơ thể con người chúng ta, và bé luôn mong muốn được ba mẹ gãi, ba mẹ xoa, ba mẹ làm cho trạng thái của trên làn da con cảm thấy dễ chịu hơn ba mẹ chúng ta. Và có rất nhiều các rối loạn khác là phần rối loạn về nội cảm, thì con sẽ cảm thấy lúc nào cũng bức xúc trong cơ thể con người của ba mẹ. Và trong não bộ con sẽ có rất nhiều các cái hoạt chất dẫn ức chế thần kinh và làm cho con của chúng ta không thể nào cảm thấy ngủ ngon được. Chính vì vậy các ba mẹ của chúng ta hãy tạo một môi trường thực sự là phù hợp với các giác quan con khi con đi ngủ. Nếu con của chúng ta bị rối loạn thính giác ngưỡng cao thì ba mẹ hãy tạo cho một không gian thực sự yên tĩnh trong căn phòng, một căn phòng được cách âm tốt hơn để tránh những âm thanh bất thường ngoài môi trường có thể vọng vào làm cho con bị rối loạn giấc ngủ. Còn nếu mà các con của chúng ta rối loạn về thị giác thì sao? Thì các ba mẹ hãy đảm bảo rằng phòng của chúng ta thực sự là tối, giảm hết tất cả các cái cường độ ánh sáng có thể có, không để ánh sáng lọt vào và làm cho con của chúng ta khó chịu cho ba mẹ. Còn nếu con của chúng ta rối loạn xúc giác thì ba mẹ hãy hỗ trợ con bằng cách là xoa cơ thể của con, xoa trên làn da của con, bóp tay bóp chân, xoa trên da của con để con cảm thấy dễ chịu hơn đối với ba mẹ chúng ta. Còn về trạng thái rối loạn nội cảm trong video trước tôi đã chia sẻ với ba mẹ, đó là các cái trạng thái rối loạn trong cái hoạt chất sinh hóa trong não bộ con người. Não bộ trẻ của chúng ta thì chúng ta có một loạt các chiến lược để giảm cái hormone tiêu cực, hormone căng thẳng trong não bộ của con và để tăng cường hormone tích cực trong não bộ của các con. Và nếu các ba mẹ quan tâm đầy đủ về các khía cạnh về giác quan của con như vậy thì con của chúng ta sẽ có giấc ngủ ngon, giấc ngủ sâu và con của chúng ta sẽ hồi phục não bộ một cách nhanh chóng. Vâng, cảm ơn các ba mẹ thân nhiều đã tham gia video của chúng ta ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong video lần tới. Cảm ơn các ba mẹ thân nhiều và hẹn gặp lại các ba mẹ trong video lần sau. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.